giấy ba lô vào đây. Bà lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ mấy ngày đêm bị giam cầm trong ngục tối, chắc bà đã suy nghĩ kỹ rồi chứ. Ông Nguyễn Trãi phu quân của bà đã già rồi, cũng bị tông giam trong ngục tối lao tù, ông ấy không sống nổi đâu. Phu quân ta vô tội, các người hãy thả phu quân ta ra. Thả phu quân bà ra? Bà và ông Trãi đã mưu đầu độc giết vua. Vu khống, các người vu khống cho phu quân ta. Vu khống cho ông Trãi à? Bà có thương ông ấy không? Bà có muốn nhìn thấy phu quân bà lần cuối không? Ông Trãi xác xơ tiều tụy, yếu đuối lắm rồi. Bà khai đi, khai đi. Phu quân ta vô tội, các người hãy thả phu quân ta ra. Phu quân ta là quan hành kiểm giám nghị đại phu, là thầy của đức vua, ông vô tội. Thị Lộ, nếu mà còn cứng đầu không khai thì ông Trãi sẽ chết rụt xương trong tù, và bà cũng sẽ chết không được toàn. Hãy khai đi, khai đi để bảo toàn mạng sống phu quân của bà. Chúng ta không phạm tội giết vua, sao bắt ta phải nhận tội? Quân, mang bút nghiêng vào đây. Thị Lộ, đây là bút nghiêng và tờ khai thú tội. Bà hãy khai nhận vào đây để ta dâng lên triều đình. Ta cho phép bà thời gian khai nhận. Hãy làm đi. Ngục tù tâm tối, chàng có hiểu lòng thiếp? Thiếp nhớ chàng giả giết chàng ơi. Ôi kỷ niệm xa xưa lại trào dâng trong tâm khảm. Nhớ năm nào hai ta gặp nhau bên hồ Tây Lòng, cánh sen hồng bãi bay tỏa ngát hương thơm. Mặt hồ sao đồng lung linh, lỡ khách gần xa tôn kinh kỳ hồn quá. Giang nhìn em cất tiếng ân cần, chiếu còn bạc hết hay còn em nay bao tuổi xuân thề. Tôi mua một cặp làm quen, vàng cao sáng vàng. Mối duyên đầu rung động từ đây, kỷ niệm thời xuân sâu nặng ân tình nghĩa vợ chồng trăm năm. Phu nhân,
nàng có nghe ta gọi không? Phụ quân ơi, thiếp đây, chàng ở đâu? Phụ nhân ơi, đừng lo nghĩ quá nhiều mà hảo gầy tấm lực. Chốn lao tù chúng không khuất phục được ta. Ta chỉ lo cho nàng một mảnh đơn côi, phải chịu cảnh đòn roi của quân bảo tàng giáng áp. Phụ quân ơi, thiếp vẫn bình an chẳng lai tất dạ. Chỉ thương cho chàng ta tâm thân tôi sẽ chịu gối mồi chân run vẫn bàn tay ai cần kề chân sống giờ. Bà hãy mau khai rõ ngọn ngành. Chỉ cần bà nhận tội tự tay, bà đầu độc giết vua, quan hành kiện không liên can gì hết. Điều kinh thiên nghịch địa ấy, ta không ám hại vua, sao ta lại nhận tội giết vua? Trời ơi, ta tỉnh hay điên,
đầu óc của ta như quái cuồng giáo đạo. Hỡi những vật vô tri nhỏ bé, hãy trả lời ta đi. Hãy trả lời ta đi. Hãy trả lời ta đi. Ta đang sống giữa hang hụp miệng sôi, giữa vòng dây của bảy quỷ ác tâm và kẻ hiền lương trong áo mạo cân đai, một lũ tham quan đốn hẹp phản phúc. Lời đi qua nguyện trải đi thơ, ôi ta nhớ lại những ngày của quân ta nằm gãy nếp mọc cùng thái tổ Lê Triều tổ nghĩa Lam Sơn, chém liễu thắng ải chi lắm rực lửa trong trận hào hùng chối rạng non sông. Trời ơi, sao ta cứ mơ về thoái xa xôi mà tim đau nhói xót xa. Ta chúa tôi, chúa đến muôn nhà, chung sức chung lòng đánh đuổi xâm lăng. Giờ đây giữa chốn triều ca dẫn nước an nguy trong tay kẻ gian thần, chúng ám hại thầy thầy của đức vua. Đã hết giờ, thì lộ bà có nhận tội rằng tự tay bà đã đầu độc giết vua hay không? Không, ta không có tội. Quân, treo nó lên. Lần nữa ta hỏi bà có nhận tội hay không? Không, ta không có tội. Đánh! Bà có nhận tội không? Không, ta không có tội. Tội âm mưu của Nguyễn Trãi đầu độc giết chưa? Không, các người đừng vu oan cho phu quân ta tội trái thiên nghịch địa ấy. Chàng là người trung can, bao tháng năm xa trường gió sương, lặng tên mũi gương đâu màng, hiểu trung một lòng tôn thờ tiên đế. Còn tham tàn áp gian, gieo tiếng nhớ xóa mờ nhân tâm, trung thần phải mang hàm quan, xót thương cho chàng những giây biệt ly. Nay tội tình bởi nơi em, chàng ơi
bão tố đêm dài. Đông đơn nắng dài mưa buồn ta mãi bên nhau, nay sao không ta cũng quá thành trò vui, cũng bởi lũ đê hẹp đôi trăm thay đen. Em khác rồi chàng sống mãi với non sông, với lòng dân bà lộ. Bà dại dột lắm, bà có biết nếu như bà nhận tội mai ra sẽ cứu được ông Nguyễn Trãi hay không? Nếu ta nhận tội, ta sẽ cứu được ông của ta. Đúng, bằng không ông Trãi và hoàng gia sẽ bị tan tộc. Chủ chi tan tộc? Mạng của ông Trãi và hoàng gia đang trong tay bà đó. Sẽ bị tử hình và toàn gia sẽ bị tru di tam tộc. Quân đợi rồi. Thị lộ, ta khuyên bà lần cuối, chỉ cần bà điểm chỉ vào tờ khai thú tội, ông Trãi và toàn gia sẽ được thoát tội. Điểm chỉ đi, điểm chỉ đi. Điểm chỉ đi. Nếu ta nhận tội, ta sẽ cứu được phu quân của ta. Chỉ cần mà điểm chỉ vào tờ khai, ông Trãi và toàn gia sẽ được thoát tội. Điểm chỉ đi, điểm chỉ đi. Điểm chỉ đi. Đâu, 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 đâu. Ta, Thị Lộ,
Một mình ta đầu độc giết vua không liên can gì đến chồng ta Nguyễn Trãi. Ta sẽ dâng bản án này lên cho hoàng hậu Nguyễn Thị Anh. Cảm ơn bà, cảm ơn bà. Phu nhân, phu nhân ơi, nàng đã bị chúng lừa rồi. Chúng nhất định sẽ giết ta. Cái đầu của ta rơi thì bọn gia đình mới ăn no ngủ yên. Chúng giết ta là để hâm dọa giả người. Lên truyền hoàng hậu